Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại kênh của mình. Hôm nay thì mình review một cái quyển gọi là quyển Hắc Ảo 1500 từ tiếng Anh. Thì cái này á, được dạo ngày fan trên Facebook á, nó hay chạy quảng cáo những cái quyển mà giúp cho việc học tiếng Anh nè, học ngoại ngữ, học ngữ pháp này kia. Thì mình thấy nó có một quyển là Hắc Ảo 1500. Thì ở đây á, là nó có một cái câu là ngập siêu tốc 1500 từ vựng và cụm từ trong vòng 50 ngày, tức là một ngày các bạn coi được khoảng 30 từ thì trong vòng 50 ngày sẽ được 1500 từ. Thì cái ngày á, tại sao gọi là Hắc Ảo? Nó hay lắm bạn, mình coi review á thì như thế này. Mình mở ngẫu nhiên một trang nhỏ nha, mình không hề mở trang đầu, mở ngẫu nhiên trang giữa luôn. Đấy. Thì nó hay thế này nữa bạn. Ví dụ như mình nói chữ này vậy ha, chữ winner nè. Đấy. Thứ nhất là nó có hình minh họa, nó có chữ tiếng Anh, có âm phiên âm luôn. Và cái hay của cái quyển này á là nó có câu tiếng Việt là sao? Hãy chê win to xin nhờ hu tìm ra người thắng thuộc. Đấy, thì cái từ á win to xin nhờ á, cái âm khi mà mình nói chuyện á thì nó sẽ đồng âm với chữ winner. Đấy, winner. Đấy, winner thấy không? Winner. Đấy. Rồi ví dụ như mỗi từ dễ hơn đi. Này, the weak. Yếu đuối nha. Đấy, có tiếng Anh, có phiên âm. Thì ở đây á cái câu tiếng Việt là weak vào người ốm yếu là không nghe. Thấy không? Từ ngày đầu qua âm là weak. Thì đi vị là weak. Chấm rồi một từ nữa nha, loser. Đấy thì tiếng Việt của mình thì đọc tiếng Việt nó ghi người thua cuộc phải đi xe lu giờ vẫn chưa về đến nhà, thấy không? Cái từ tiếng Anh rồi là loser thì tiếng Việt là loser. Đấy thì cái phương pháp này là phương pháp gọi là nó có một cái phương pháp học tiếng Anh thì kiểu này đó, mình vừa có tiếng Việt, mình vừa có tiếng Anh. Đấy, ngữ ngạn ngữ ta xen lẫn vào nhau thì đó thì phương pháp nó hiện nó ok. Đây là một cái trang là cái ngày thì các bạn lên cái app của nó đó thì nó sẽ có một cái app của cái quyển sách này. Đấy thì ở cái chat 37.5 thì các bạn nghe audio về cái phần này. Và các bạn chọn cụm từ nhét vô. Đấy. Rồi, đây là cái phần mà mình nói các bạn, là vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt, ngữ ngặt ngữ mở nữa các bạn. Đấy. Như là human thân mến. Yeah. Bạn rất may mắn đấy, bạn có nhiều loại feelings. Đấy, thì cho nên cái cách này cũng như là giúp cho mình tự tin vào cái phát âm nhiều hơn, là mình tại vì mình nói chuyện mà. Những cái câu hỏi này rất là đơn giản. Thì mình vừa nói tiếng Việt, mình chêm vào tiếng Anh thì nó từ từ nó dần dần nó thành thói quen của mình. Đây là cái hướng dẫn mà tải cái app của cái quyển sách này. Thì đây là quyền lợi học của học viên. Thì nếu như mấy bạn mua đúng nguồn, đúng chỗ, đúng trang chủ thì các bạn sẽ được hỗ trợ một ngày. Thì cái app này đó là giúp để mà mình khẩu hình à, cái phát âm. Đấy. Rồi cái âm nhấn là âm tiếng nào nguyên nhấn, âm tiếng nào không nguyên nhấn, âm là âm câm đó. Rồi thì cái trải đều từ unit 1 cho đến unit mười mấy mấy chục á, mình không biết. Thì có nhiều chủ đề đó các bạn, như ở đây là school personal, đấy, thông tin cá nhân, rồi stop nha. Đấy, thì rất là nhiều chủ đề các bạn, và những chủ đề này đó họ đã chọn lọc những cái từ ngữ nó phù hợp cho với thời buổi hiện tại bây giờ.
nó không lan man các bạn. Các bạn cứ nhìn những từ này các bạn thấy rất là quen thuộc. Nhưng những từ này khi mà ghép vào âm, những ghép vào cụm từ này kia á, thì bắt đầu mình sẽ không biết được là gì. Mình cứ cái phương pháp học của mình là cứ học từng tẻ lên chữ chữ. Thì quyển sách này giúp cho mình á, là nó gom lại những cụm từ mà mình hay gặp nhất trong đời sống. Đấy, nghe vậy đấy. Đây. Rồi tóm lại quyển sách này dành cho ai? Dành cho những người nào mà muốn học từ vựng lại, muốn học từ vựng một cách gọi là hoàn chỉnh lại từ vựng, cách phát âm, rồi cách mà mình học cho nó dễ, phương pháp học cho nó dễ là vừa chữ Việt mà vừa chữ ta, ngữ ngạn ngữ mở á. Đấy, như thế này, ngữ ngạn ngữ mở nha. Đấy, thì dành cho những bạn sinh viên mới thôi, rồi những bạn nào học chuyên ngành, những bạn nào y làm, những bạn nào AL mà được 4.0 lên thì cái này không phù hợp, không hề phù hợp cho các bạn đó. Hay các bạn đó là trình độ rất là cao rồi. Đấy, rồi cảm ơn các bạn đã xem, nếu như thấy hay hãy like và share, mà nhất là subscribe kênh của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn.